Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những nghi lễ cổ xưa và những đồ vật đơn giản lại có thể biến đổi cuộc sống của bạn hay chưa? Hãy tưởng tượng bạn mở khóa được những bí mật để đạt được sự thịnh vượng, bảo vệ và phát triển cá nhân bằng cách là sử dụng những vật dụng đơn giản như là một tép tỏi hay chỉ đơn giản là một chiếc chìa khóa. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về thế giới huyền bí của bùa chú hàng ngày. Nó có sức mạnh thay đổi thực tại của chúng ta. Từ việc giúp chúng ta thu hút được sự giàu có bằng cây đinh hương cho đến việc là mở ra những cánh cửa mới bằng chìa khóa. Những thực hành này không chỉ là mê tín mà nó là việc thiết lập ý định và biến những mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Trong 50 năm nữa, bạn sẽ cảm ơn tôi vì đã chia sẻ bí mật này đối với bạn đấy. Tôi sắp tiết lộ với bạn về 3 cách khác nhau để giữ an toàn cho bản thân, thu hút tiền bạc và triệu hồi sự thịnh vượng. Bạn thậm chí là sẽ học được cách mở cửa theo nghĩa đen. Khi bạn thử về 3 thói quen này, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn, thành công hơn và giàu có hơn. Tất nhiên, bạn có thể đang gặp khó khăn về tài chính, nợ nần thì chồng chất, hoặc là bạn cảm thấy không an toàn một chút nào cả. Điều này là điều hoàn toàn bình thường khi mà chúng ta gặp những thăng trầm trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn về 3 mẹo để giúp bạn vượt qua được những thử thách này. Thế nhưng mà trước tiên, hãy thảo luận về một số trở ngại chung để có thể làm giảm tinh thần của bạn. Tôi sẽ giới thiệu với bạn về một kỹ thuật cổ xưa giúp bạn chặn được luồng khí tiêu cực ảnh hưởng đến tài chính của bạn. Dù nghe có vẻ là nhỏ nhặt, thế nhưng mà luồng khí này có thể lại làm chậm bạn lại đấy. Hãy cẩn thận và bảo vệ bản thân bạn. Bây giờ, hãy sẵn sàng để học về một truyền thống đơn giản nó giúp bạn đẩy lùi được những cảm xúc tiêu cực như là giận dữ hay là ghen tị. Nó đơn giản như là việc chúng ta sử dụng một tép tỏi nhưng mà lại vô cùng hiệu quả. Bạn có thể nhận thấy cách mà một số người họ treo tỏi trong nhà của họ không? Đó không chỉ là hành động đẩy lùi đi tiêu cực mà còn đảm bảo rằng nhà bếp của bạn biểu tượng của sự thịnh vượng và cung cấp và đồng thời là luôn được bảo vệ. Bây giờ, tôi sẽ chia sẻ với bạn về một bí mật đã được giữ từ rất lâu về sức mạnh tuyệt vời của tỏi. Hãy tham gia cùng với tôi trên hành trình này để khám phá cách mà tỏi là lá chắn chống lại rủi ro. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của tỏi là rất sâu sắc. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lạc lối hay là choáng ngợp, hãy nhớ rằng, ngay cả một tép tỏi đơn giản, nó cũng có thể là một đồng minh mạnh mẽ. Việc bạn bôi tỏi lên da không chỉ là câu chuyện của những bà già. Đó là một hàng rào bảo vệ bạn khỏi những tổn hại. Việc bạn cầm nhẹ một tép tỏi, nhắm mắt lại và hình dung là có một ánh sáng rực rỡ mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho bạn. Hãy nói những lời tích cực, nói những lời khẳng định tích cực giúp bạn nâng cao được tinh thần. Tập trung vào những hành động này, sức mạnh của tỏi nó được kích hoạt bởi niềm tin vững chắc của bạn. Hãy giữ nó ở bên mình như là một người bạn trung thành, nó sẽ bảo vệ bạn mọi lúc, mọi nơi. Dù là bạn để trong túi hay là giấu trong quần áo. Hãy chú ý đến tép tỏi khi bạn đi qua cuộc sống hàng ngày. Nếu mà nó bắt đầu thay đổi, đó là dấu hiệu mà nó đã hấp thụ được sự tiêu cực biến thành sự tích cực dành cho bạn. Khi bạn thấy điều này xảy ra, bạn có thể là thay thế nó bằng một tép tỏi tươi khác và tiếp tục lặp lại hành trình này. Đôi khi một tép tỏi đơn giản nó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong môi trường căng thẳng đầy ghen tị, đặc biệt là tại nơi làm việc của bạn. Việc sử dụng tỏi hàng ngày sẽ cho bạn thấy tác dụng có lợi của nó. Và sớm thôi, bạn sẽ thấy là bạn không muốn thiếu nó nữa đâu. Nó thực sự rất đáng để bạn thử. Và rồi thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy kinh ngạc bởi vì hiệu quả của nó đấy. Tiếp theo, đây là một thực hành rất đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ khác. Nó liên quan đến đinh hương, một loại gia vị mà có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ một nhà hàng nào. Những chiếc lá đinh hương này thì có thể tăng cường được vận may tài chính, sức khỏe toàn diện của bạn. Bạn chỉ cần lấy 7 cái lá đinh hương nguyên vẹn và cầm chúng ở trong bàn tay trái. Sau đó bạn nhắm mắt lại và lặp lại 3 lần. Tôi thu hút sự giàu có vô hạn. Tôi thu hút sự giàu có vô hạn. Tôi thu hút sự giàu có vô hạn. Rồi tin vào những gì bạn nói. Điều này là rất quan trọng. Sau khi nghi lễ giữ những chiếc lá đinh hương ma thuật này thì bạn sẽ để nó ở trong túi trái của bạn. Đó là một thực hành rất dễ để làm đúng không? Nhưng mà nó lại có ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân của bạn đấy. Phương pháp này thực tế đã giúp rất nhiều người và nó có thể làm nên điều kỳ diệu dành riêng cho bạn. Tôi nghĩ là bạn hoàn toàn nên thử nó
rồi bạn sẽ ngạc nhiên vì kết quả bạn nhận được. Tiếp theo, hãy cùng thảo luận về bùa chú. Đây là thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn. Nó rất mạnh mẽ và cực kỳ hữu ích. Bạn hãy chuẩn bị để thấy cách mà nó có thể loại bỏ đi sự tiêu cực và rồi thì mở đường cho những cơ hội mới. Bùa chú này làm tôi đã lạc quan hơn về tương lai, nơi mà mỗi bước đi thì đều có thể dẫn đến những điều tuyệt vời. Như thể là có những cánh cửa đã chỉ chờ tôi bước đến và mở ra vậy. Vậy hãy tạo cho bạn, hãy tự tạo cho mình một bùa chú mạnh mẽ để mang lại may mắn và nó sẽ luôn đi cùng với bạn. Hãy đảm bảo rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong mọi bước đi. Để thu hút thêm sự thịnh vượng, hãy comment xuống phần bình luận. Nam châm tiền bạc, nam châm tiền bạc, nam châm tiền bạc. Trước tiên, bây giờ bạn sẽ lấy một chiếc chìa khóa. Cái chìa khóa này nó sẽ làm được nhiều hơn những gì mà bạn nghĩ rằng nó chỉ cho vào cái khóa của bạn và mở chiếc cửa của bạn ra. Nó có thể mở ra được tất cả những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Ví dụ như bạn muốn có một doanh nghiệp mới, bạn muốn có một ngôi nhà hay thậm chí là một chiếc xe mới. Dù là một chiếc chìa khóa mới tinh hay là một chiếc chìa khóa bạn đã có, hãy chọn một chiếc mà bạn cảm thấy phù hợp, bạn thích nó là được. Việc chọn và giữ chìa khóa nó sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Màu sắc, bạc hay là vàng, những màu này nó liên quan đến việc thu hút tiền bạc và sự thành công. Chúng tăng cường được sức mạnh của chìa khóa để mở ra những cánh cửa dẫn đến sự thịnh vượng. Tiếp theo, bạn hãy tìm một cái dải ri băng màu xanh. Màu xanh nó tượng trưng cho sự hy vọng và phát triển, nhắc nhở về cách sự giàu có thể nảy nở từ trên mặt đất. Bây giờ hãy thử kết hợp tất cả chúng lại cùng với nhau. Bạn sẽ buộc 3 nút ở trên dải ri băng và buộc nó vào trong chiếc chìa khóa. Trong nhiều nền văn hóa, số 3 nó biểu thị cho những điều tốt đẹp đang đến. Vậy thì hãy cầm chìa khóa và nói rằng: tôi sẵn sàng đón nhận sự giàu có và thành công dưới mọi hình thức và kích cỡ. Lặp lại khẳng định này trong vòng 3 lần để giúp bạn củng cố. Tôi sẵn sàng đón nhận sự giàu có và thành công dưới mọi hình thức và kích cỡ. Tôi sẵn sàng đón nhận sự giàu có và thành công dưới mọi hình thức và kích cỡ. Hãy đeo nó ở quanh cổ hoặc là giữ trong túi sách của bạn. Nó sẽ là một lời nhắc nhở liên tục rằng những điều tốt đẹp thì đang trên đường đến với bạn. Việc chúng ta tích hợp những thói quen này vào cuộc sống hàng ngày, vào ban đêm, việc đặt bùa chú may mắn dưới gối của bạn cũng có thể là một cách và nó được coi là một nghi thức rất mạnh mẽ. Sự yên tĩnh và thanh bình của ban đêm là thời điểm hoàn hảo nhất để chúng ta kết nối với bản thân và những suy nghĩ sâu sắc hơn. Tâm trí của bạn dễ tiếp nhận được những ý tưởng mới khi nó yên tĩnh. Khi bạn chìm vào trong giấc ngủ, hãy hình dung về một bức tranh rõ ràng về những gì bạn mong muốn. Có thể là một điều quan trọng như bạn sở hữu một ngôi nhà, hoặc là một điều đơn giản là một chiếc xe như bạn mong muốn. Hãy hình dung về những mục tiêu này giống như việc bạn đang gửi thông điệp đến vũ trụ. Giữ chìa khóa ở dưới gối như là một thông điệp bí mật đến với tâm trí của bạn, rằng là đây là những điều mà tôi mơ ước. Niềm tin này sẽ thấm dần vào trong giấc mơ của bạn, chuẩn bị cho tiềm thức của bạn và đón nhận những điều tốt đẹp đang đến. Trong ngày, việc giữ bùa bên mình trong túi hoặc là túi sách để cho năng lượng tích cực của nó đi cùng với bạn đến mọi nơi bạn đến. Hãy chú ý đến những tình huống nó bắt đầu thay đổi. Những cánh cửa, từng cái khóa chặt, nó có thể bất ngờ sẽ mở ra và rồi thì cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi bạn đến. Bùa này có vẻ là khiêm tốn, nhưng mà nó lại có sức mạnh đáng kể. Hãy nhớ rằng, chỉ sở hữu nó mà không đủ, bạn phải có niềm tin vào tiềm năng của nó. Hãy thử và xem là điều gì sẽ thực sự xảy ra. Rồi sau đó thì đừng quên là chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Khi bạn chia sẻ những năng lượng tích cực như vậy, nó sẽ nhân lên, nó lan tỏa đến mọi người xung quanh và mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Loại năng lượng này không chỉ là mạnh mẽ dành cho bạn mà nó còn có thể biến đổi mọi người xung quanh. Hãy tưởng tượng như việc bạn chia sẻ những thực hành này, những kết quả mà bạn nhận được. Mỗi một người bạn soi sáng sẽ trở thành một ngọn đèn, mở rộng tầm ảnh hưởng của những nghi thức mạnh mẽ này. Đi ngày qua ngày cùng với những nghi lễ này, nó mang lại cho bạn cảm giác có mục đích và được bảo vệ, thay đổi cách mà bạn tương tác với thế giới này. Rồi thì cơ hội sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn. Những thách thức từng có vẻ là đáng sợ với bạn thì bây giờ nó lại trở nên rất dễ để quản lý. Không chỉ là những vật dụng vật lý mà đây nó là những tư duy để chúng ta nuôi dưỡng chúng. Một tư duy thịnh vượng, một tư duy bảo vệ, tư duy tích cực để có thể thực sự là yếu tố thay đổi cuộc chơi.
khi bạn tiếp tục sử dụng những biểu tượng này như là tỏi để bảo vệ, lá đinh hương để thu hút sự giàu có và chìa khóa để mở cửa cơ hội, bạn có thể phát triển được sự giàu có sâu sắc hơn về ý nghĩa của chúng. Những vật dụng này không chỉ là bùa chú, chúng là hiện thân của một sự thật lớn hơn sức mạnh của ý nghĩ và niềm tin. Bằng cách tập trung vào tâm trí của bạn và những kết quả tích cực, bạn đang chủ động hình thành nên hiện thực, và nguyên tắc này nó được nhận thông qua nhiều nền văn hóa và thời đại. Nhấn mạnh rằng, nghi lễ này nó là một hình thức chăm sóc bản thân. Những thực hành này mang lại cho bạn những khoảnh khắc đẹp để bạn tập trung vào nhu cầu và mong muốn của mình, rồi thì củng cố ý định của bạn. Điều này có thể là một hành động xoa dịu và làm dịu, giúp bạn có thể quản lý được căng thẳng hàng ngày một cách dễ dàng hơn. Khi bạn chăm sóc được thế giới nội tâm của mình, nó sẽ phản ánh ra thế giới bên ngoài, tạo ra một sự cân bằng thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn. Khi bạn quen thuộc với những nghi thức này, bạn có thể nhận thấy là những thay đổi tinh tế xung quanh mình. Mọi người có thể phản ứng tích cực hơn đối với bạn. Cơ hội này có thể xuất hiện thường xuyên hơn và cảm giác hạnh phúc tổng thể của bạn sẽ tăng lên. Những dấu hiệu này cho thấy những nỗ lực của bạn đang tạo ra kết quả và rằng năng lượng bạn phát ra cũng đang được phản ánh ngược trở lại với bạn. Trong những thời điểm khó khăn, nghi thức này có thể là nguồn an ủi và sức mạnh cho bạn. Biết rằng bạn có một công cụ để bảo vệ bản thân, có một công cụ để thu hút may mắn, nó có thể giúp bạn tăng cường được sức mạnh, cho bạn sự kiên cường để đối mặt với chướng ngại một cách tự tin. Điều này đặc biệt có giá trị trong những khoảng thời gian bất định hoặc thay đổi, cung cấp một nền tảng ổn định để điều hướng các tình huống mới. Hãy coi tỏi và chìa khóa không chỉ là những đồ vật mà còn là biểu tượng của hành trình và cam kết với sức khỏe của bạn. Mỗi lần sử dụng thì nó đều được củng cố với một cuộc sống đầy đủ và bảo vệ. Nó thực sự là một cuộc sống thịnh vượng dành cho bạn. Sự củng cố liên tục này giúp khắc sâu niềm tin này vào tiềm thức của bạn, khiến chúng trở thành một phần thường xuyên của thực tại của bạn. Và rồi, theo thời gian, bạn có thể điều chỉnh được những nghi thức này sao cho phù hợp hơn với nhu cầu và hoàn cảnh của bạn. Sự tiến hóa tự nhiên này làm tăng hiệu quả của chúng, khiến chúng trở nên cá nhân hóa và mạnh mẽ hơn dành cho riêng bạn. Chìa khóa giữ kết nối của những ý định cốt lõi của sự bảo vệ, thịnh vượng và tích cực. Các chi tiết của nghi thức này thì nó có thể linh hoạt miễn là bạn luôn giữ sự tập trung vào những mục tiêu này. Một trong những điểm nổi bật nhất của những thực hành này đó là nó quá dễ dàng và đơn giản để thực hiện. Chúng không đòi hỏi bạn cần một công cụ đặc biệt hay là một sự chuẩn bị phức tạp nào cả. Nó trở nên rất là dễ dàng để tiếp cận với mọi người. Sự dễ dàng trong việc tích hợp đảm bảo rằng chúng ta có thể trở thành một phần thường xuyên trong thói quen hàng ngày của bạn, tăng cường hiệu quả của chúng. Khi bạn đi sâu hơn vào những thực hành này, bạn có thể bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn với những năng lượng xung quanh. Sự nhạy bén này có thể giúp bạn điều hướng được môi trường của mình tốt hơn, nhận biết nhanh chóng hơn về những thách thức và cơ hội tiềm năng. Nó cũng có thể tăng cường được những kết nối của bạn với người khác khi bạn nhận thức rõ hơn về các năng lượng mà họ mang vào không gian của bạn. Việc chia sẻ những thực hành này với bạn bè và gia đình của bạn, đó là một việc rất đáng giá. Không chỉ là lan tỏa năng lượng tích cực mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ và chia sẻ ý định. Năng lực tập thể này có thể tăng cường hiệu quả các nghi thức, củng cố cảm giác cộng đồng và kết nối. Hãy tưởng tượng một cộng đồng nơi mà mọi người thực hành những nghi lễ và chia sẻ năng lượng tích cực của họ. Tư duy tập thể về thịnh vượng và bảo vệ, nó có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ cho những điều tốt đẹp, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Loại cộng đồng này cung cấp một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ, giúp cho mỗi thành viên đạt được mục tiêu của họ và vượt qua được những thách thức một cách dễ dàng hơn. Và khi bạn chia sẻ những thực hành này đối với người khác, bạn cũng có thể học được những biến thể và kỹ thuật mới từ người khác. Việc trao đổi kiến thức này làm phong phú thêm việc thực hành của bạn, giới thiệu cho bạn những ý tưởng và quan điểm mới. Bạn có thể nhận thấy rằng, việc giữ cho mình những nghi thức mới và hấp dẫn giúp bạn ngăn chặn được chúng và khiến chúng không trở nên nhàm chán và trì trệ. Khi bạn tiếp tục hành trình này, hãy nhớ rằng mở rộng tầm mắt với những khả năng và cơ hội mới. Những nghi thức mà bạn thực hành đó chỉ là một phần của quá trình phát triển cá nhân và một phát triển lớn mà thôi. Bằng cách tập trung với ý định, mở rộng sự đón nhận với những trải nghiệm mới, bạn có thể tiếp tục thu hút được năng lượng tích cực và tạo ra một cuộc sống tràn đầy thịnh vượng và bảo vệ. Chia sẻ những thực hành này đối với người khác và xem năng lượng này nó sẽ nhân lên tuyệt vời như thế nào. Bạn sẽ tạo ra một hiệu ứng gợn sóng của sự may mắn và hạnh phúc.
Khi mà năng lượng tích cực này lan tỏa, bạn sẽ nhận thấy sự biến đổi còn lớn hơn trong cuộc sống của mình. Sức mạnh của những nghi thức này không chỉ nằm việc ở các đồ vật, mà đó là niềm tin tập thể và ý định chia sẻ ở phía sau chúng. Hãy tưởng tượng là vào một ngày, điển hình đó là những thực hành này nó được tích hợp hoàn toàn vào thói quen của bạn. Bạn thức dậy vào buổi sáng, và việc đầu tiên của bạn đó là bạn sẽ cầm một tép tỏi ở trên giường. Bạn dành một chút thời gian để nhắm mắt lại, bạn cảm nhận năng lượng của tỏi, bạn thiết lập được một ý định tích cực trong ngày hôm nay. Hành động đơn giản này, nó đặt cho bạn một nền tảng về một ngày tràn đầy mục đích, bảo vệ và cực kỳ năng lượng. Khi bạn chuẩn bị một ngày mới, bạn có thể cất tép tỏi đó vào túi hoặc là đặt nó ở một nơi kín đáo trong túi sách. Bạn biết rằng nó ở đó để mang lại cho bạn cảm giác an toàn, nhắc nhở bạn rằng bạn luôn được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Cảm giác bảo vệ này là vô cùng mạnh mẽ, nó mang lại cho bạn sự tự tin để đối mặt với bất kỳ một thử thách nào trong ngày. Suốt cả một ngày, bạn có thể gặp những tình huống cần thêm một chút động lực, và có thể bạn sắp bước tới một cuộc họp rất quan trọng, hoặc là bạn có thể phải đối phó với một tình huống cá nhân rất khó khăn. Vậy trong những khoảnh khắc này, hãy cầm lấy một tép tỏi, một lá đinh hương hoặc là bùa chú chìa khóa kia. Chỉ cần cầm những vật phẩm này trong tay, tập trung vào mục đích của chúng, nó có thể mang lại cho bạn cảm giác bình tĩnh và sức mạnh, giúp bạn điều hướng tình huống này một cách dễ dàng hơn. Vào buổi tối, khi bạn thư giãn sau một ngày làm việc, bạn có thể thực hành nghi thức ngắn khác với bùa chú chìa khóa của mình. Hãy cầm nó trên tay. Bạn có thể suy nghĩ về những sự kiện trong ngày, bạn bày tỏ lòng biết ơn với những khoảnh khắc tích cực và giải phóng bất kỳ một năng lượng tiêu cực nào. Nghi thức đêm này nó giúp bạn buông bỏ đi những căng thẳng trong ngày, chuẩn bị cho một giấc ngủ yên bình. Theo thời gian, khi bạn bắt đầu nhận thấy là có những hiệu quả tích cực trong những thực hành này, tép tỏi từ một loại gia vị rất đơn giản, nó lại trở thành một biểu tượng rất mạnh mẽ của việc bảo vệ và kiên cường. Nhưng chiếc lá đinh hương sẽ nhắc nhở bạn về khả năng thu hút sự giàu có và thịnh vượng, trong khi chìa khóa sẽ là lời nhắc nhở liên tục về những cơ hội đang chờ đợi bạn. Bạn có thể thấy những thay đổi trong các tương tác của mình đối với người khác. Mọi người có thể phản ứng tích cực hơn với bạn bởi vì họ bị thu hút bởi năng lượng tự tin và tích cực mà bạn tỏa ra. Điều này có thể dẫn đến những mối quan hệ lành mạnh hơn, cả về cá nhân và sự chuyên nghiệp, tạo ra cho bạn một mạng lưới hỗ trợ làm tăng thêm cảm giác hạnh phúc của bạn. Khi bạn thành thạo hơn với những thực hành này, bạn có thể cảm nhận được sự truyền cảm hứng và rồi bạn sẽ chia sẻ chúng với những người khác nữa. Có lẽ là bạn bắt đầu bằng một blog hay là một tài khoản truyền thông xã hội dành riêng cho việc chia sẻ hành trình này, hoặc cũng có thể là những tác động tích cực từ nghi lễ này đối với những người ngay cạnh bạn. Điều này có thể tạo ra một cộng đồng gồm những người có cùng chí hướng, tất cả đều hỗ trợ nhau trong việc chia sẻ, theo đuổi sự bảo vệ, thịnh vượng và tích cực. Hành động chia sẻ những thực hành này có thể là rất thỏa mãn, nó cho phép bạn đóng góp vào hạnh phúc của người khác, nó cũng cung cấp cam kết của bạn với nghi thức này, vì việc dạy và chia sẻ giúp cho người khác, nó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và niềm tin của bạn. Trong hành trình tiếp tục, hãy nhớ rằng yếu tố quan trọng nhất là niềm tin và ý định của bạn. Các đồ vật như là tép tỏi, lá đinh hương hay chìa khóa, đó là những biểu tượng giúp bạn tập trung ý nghĩ và năng lượng. Sức mạnh thực sự nó nằm ở khả năng của bạn để khai thác được năng lượng này và hướng nó về phía mục tiêu của bạn. Khi bạn tiếp tục thực hành những nghi thức này, bạn có thể nhận thấy sự hiểu biết của mình về năng lượng và ý định sâu sắc hơn. Bạn có thể trở nên nhạy bén hơn với những năng lượng tinh tế xung quanh mình, có thể cảm thấy là các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực một cách dễ dàng hơn. Và hãy chia sẻ những trải nghiệm và những phước lành của bạn khi bạn nhận được từ vũ trụ xuống phần bình luận nhé. Cũng đừng quên là đăng ký video của chúng tôi để tiếp tục hành trình hiểu về tâm trí, hành trình phát triển cá nhân, hành trình đến với sự giàu có và thịnh vượng.